là cái món trứng chiên bồng bềnh Thịnh mới vừa làm xong luôn. Thì món này làm rất là đơn giản và nhanh gọn ạ. Lại rẻ tiền nữa. Mời cả nhà vào bếp nha. Chào cả nhà. Hôm nay Hạnh sẽ làm một cái món ăn đang gây sốt trong thời gian qua. Đó là một cái món ăn rất là nổi tiếng của Hàn Quốc, là trứng chiên bọt biển hay còn gọi là trứng chiên bồng bềnh đó cả nhà. Thì vào những cái ngày gần đây thì những cái món ăn gì mà có liên quan tới bọt biển đó là sẽ được mọi người tìm kiếm nhiều nhất trên mạng luôn. Chẳng hạn như là cà phê bọt biển nè và trứng chiên bọt biển. Thì cà phê bọt biển thì Hạnh cũng đã có clip làm rồi. Mọi người có thể vào kênh tìm lại xem giúp Hạnh. Còn hôm nay thì Hạnh sẽ làm trứng chiên bọt biển. Thì cái món này rất là đơn giản luôn cả nhà, chỉ là mình đánh cho cái trứng nó bông lên thôi. Thì ăn thì nó cũng rất là lạ lạ miệng á, nó xốp xốp. Ở đây Hạnh dùng 3 cái trứng gà. Tùy theo cái lượng ăn của mình là mình có thể làm ít hay nhiều nha. 3 cái trứng gà này mình có thể ăn cho 2 người. Để làm cái trứng chiên này thì rất là đơn giản, chỉ cần 3 cái trứng gà, một ít muối và một ít đường thôi. Tí xíu muối như thế này và một tí đường. Và mình có thể chiên bằng dầu ăn hoặc là chiên bằng bơ. Còn ở đây Hạnh sẽ điệu điệu một tí, là Hạnh sẽ dùng thêm một ít ngò và ớt, tương ớt để mà trang trí cho nó đẹp thôi. Và mình sẽ cần phải đánh cho bông cái trứng lên. Một là mình có thể dùng máy đánh trứng. Còn nếu như mình nhà mình không có máy đánh trứng thì mình có thể dùng cái cây này để đánh. Thì đánh bằng cái cây này thì nó sẽ hơi mỏi tay và hơi mất thời gian hơn một tí thôi. Nhưng mà nó vẫn thành công, trứng vẫn ngon và vẫn đẹp nha cả nhà. Bây giờ Hạnh sẽ đi tách cái phần lòng đỏ và cái phần lòng trắng ra riêng nha. Mình sẽ cho cái phần lòng trắng vô trong cái tô lớn để lát nữa mình đánh cho nó dễ. Còn cái phần lòng đỏ thì mình sẽ cho qua cái chén nhỏ thôi cũng được. Mình nhớ là mình làm bằng trứng gà nha cả nhà. Thì hôm trước mình không có biết á, mình làm bằng trứng vịt thì nó không có thành công. Mình đánh nó không có bông lên. Rồi mình sẽ tách lấy cái lòng đỏ riêng, lòng trắng riêng. Sau khi mình đã tách lòng trắng và lòng đỏ ra xong rồi thì cái phần lòng đỏ thì mình sẽ cho một ít muối vô. Mình sẽ cho khoảng 1/3 muỗng cà phê muối vô cái phần lòng đỏ. Còn cái phần đường á thì mình sẽ cho vô trong cái phần lòng trắng, mình sẽ cho khoảng 1 muỗng cà phê đường. Và phần lòng đỏ này thì mình sẽ đánh lên. Mình sẽ khuấy cho nó tan cái phần muối ở trong này và cái lòng đỏ nó tan ra. Sau khi mà mình đánh tan cái lòng đỏ này rồi thì mình sẽ để sang một bên và mình sẽ đi đánh bông cái phần lòng trắng trứng ạ. Thì mình đã cho đường vô đây rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu để đánh bông. Mình sẽ đánh cái tốc độ nhẹ trước. Khoảng 1 phút quá thì trứng nó sẽ lên bọt như thế này và mình sẽ tăng tốc độ lên, mình đánh tiếp tục ạ. Sau khi mình đánh được khoảng 3 phút tổng cộng thì trứng nó sẽ bong cứng lên như thế này. Khi mà mình nhấc cái cây phới lên mình thấy trứng nó không có bị chảy, có nghĩa là mình đã đánh đạt rồi nha cả nhà. Nếu mà mình dùng đánh bằng tay đó thì cái công đoạn này có thể mình mất tới 6 phút. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái phần lòng đỏ vô. Bây giờ mình sẽ cho cái phần lòng đỏ vô lòng trắng và mình sẽ trộn đều nó lên. Món này thì làm rất là nhanh luôn, chỉ cực ở cái khâu đánh trứng thôi ạ. Nếu như nhà mình có máy thì nó rất là đơn giản luôn. Mình sẽ trộn đều cho cái phần lòng trắng và cái phần lòng đỏ này nó hòa quyện với nhau. Mình sẽ trộn nhẹ nhẹ tay để cho cái phần lòng trắng này nó không có bị xẹp. Cả nhà xem clip hay và ý nghĩa, cả nhà cho Hạnh xin một nút like và đăng ký nha. Cũng như đừng quên chia sẻ cho người thân và bạn bè biết về cái kênh của Hạnh á. Do kênh còn mới nên là còn ít người biết á, mong mọi người chia sẻ để Hạnh có động lực làm thêm những video sau hay hơn. Và mong mọi người cũng để lại góp ý cho Hạnh nếu như Hạnh có cái gì đó chưa đúng, có cái gì sai sót á. Tại vì
Hạnh không phải là đầu bếp hay thợ nấu gì hết á. Kênh chủ yếu là để chia sẻ những món ăn ngon hàng ngày của gia đình lên để giao lưu học hỏi kinh nghiệm với tất cả cô chú anh chị em và các bạn có cùng sở thích, có cùng đam mê nấu nướng giống như Hạnh thôi. Chứ Hạnh không không có được chuyên nghiệp á, kiểu cây nhà lá vườn á, có gì thì làm nấy, mà Hạnh làm như thế nào thì Hạnh quay lên Hạnh up lên như vậy thôi, thì mong mọi người thông cảm cho Hạnh. Rồi sau khi mà mình đã trộn đều cái phần lòng đỏ và lòng trắng như thế này rồi thì mình sẽ mang đi chiên nha cả nhà. Thì tùy thích thì mình có thể cho bơ hoặc là dầu ăn ạ. Hạnh sẽ cho vô trong chảo một ít bơ và Hạnh sẽ quét cho cái phần bơ này nó lên cả cái thành chảo luôn. Tại vì cái trứng này nó bong lên á, cho nên là nó sẽ dâng lên trên cả cái thành chảo. Mình sẽ quét lên luôn cả cái thành chảo để cho nó không có bị dính. Thì cái món trứng chiên này mình sẽ chiên bằng chảo không dính nha cả nhà. Và mình sẽ để lửa thật là nhỏ ạ. Mình sẽ để lửa nhỏ như thế này thôi, nhỏ nhất có thể. Rồi sau khi mà mình đã quét bơ hoặc là dầu ăn vô rồi thì bây giờ mình sẽ cho cái phần trứng vô. Sau khi mình cho trứng vô thì mình sẽ dàn mỏng cái phần trứng ra, mình sẽ dàn cho nó đều khắp cái mặt chảo. Mình sẽ dàn nó ra như thế này ạ. Và sau khi mình đã dàn mỏng trứng ra thì mình sẽ đậy nắp lại. Sau 3 phút thì mình sẽ mở nắp ra và kiểm tra xem cái phần ở phía dưới nó đã vàng chưa. Sau khoảng 3 phút mình nghe cái mùi nó thơm rồi thì mình sẽ mở nắp ra và mình sẽ lọc cái trứng úp lại. Mình sẽ cho cái phần này nó xuống như thế này để cho nó chín luôn. Cái trứng của mình nó của Hạnh nó quá bồng bềnh luôn ạ. Rồi Hạnh sẽ tắt bếp luôn và Hạnh sẽ cho nó ra dĩa. Và trứng Hạnh đã cho ra dĩa rồi. Nó hơi của Hạnh chiên nó hơi vàng một tí ạ. Rất là bồng bềnh luôn cả nhà ơi. Nè, nó núng na núng nính. Mình sẽ trang trí thêm một ít tương ớt lên cho nó đẹp. Và bây giờ mình sẽ cắt thử nha. Cái trứng chiên này thì sau khi mà mình chiên xong thì mình nên ăn ngay nha cả nhà, vì nó rất là nhanh xẹp á. Nó xẹp rồi thì nó sẽ nó không còn đẹp nữa, nó cũng không còn ngon nữa. Thì cả nhà nhìn nè, nó núng na núng nính như thế này nè. Mình sẽ ăn thử xem nó mùi vị nó như thế nào nha. Nó bồng bồng, nó xốp xốp, giống như bánh bông lan vậy đó cả nhà. Mình có thể ăn chung với cơm hay là mình ăn không, ăn chơi như thế này cũng được nha. Mình có thể chấm với lại nước tương hoặc là tương ớt. Vậy là cái món trứng chiên bồng bềnh của Hạnh đến đây là xong rồi. Cảm ơn cả nhà đã xem clip. Hẹn gặp lại cả nhà ở những clip sau ạ. Chúc cả nhà lúc nào cũng khỏe mạnh bình an. Tạm biệt cả nhà.